Thưa quý khán giả và các đồng chí, đúng 16 giờ giờ địa phương, tức 20 giờ giờ Hà Nội tối qua, lễ trao giải cuộc thi xe tăng hành tiến bảng 2 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 đã diễn ra trang trọng tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Trong không khí trang nghiêm, lễ trao cờ được cử hành trọng thể. Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên ở vị trí cao nhất trên sân khấu của lễ trao giải Tank Biathlon 2020. Trước đó, trong cuộc họp sau trận chung kết bảng 2, ban tổ chức và ban trọng tài đã họp tính lỗi của từng đội. Kết quả, đội tuyển của Việt Nam đã xuất sắc về vị trí thứ nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Đội tuyển của Lào về thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây. Về vị trí thứ ba và thứ tư, lần lượt là Tajikistan và Myanmar. Với thành tích trên, đội tuyển xe tăng Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng tại Army Games. Có được thành tích như ngày hôm nay thì đó là phải nói là sự nỗ lực, trước tiên là phải nói sự nỗ lực rất lớn của toàn đội. Đấy. Và có được cái sự nỗ lực đó thì cũng phải là cái sự quan tâm rất lớn của thủ trưởng các cấp, từ lãnh đạo chỉ huy của bộ cũng như là của Bộ Tư lệnh. Các đồng chí cũng rất là quan tâm và thường xuyên chỉ đạo cho đội tuyển. Đội tuyển thì cũng đã nỗ lực ngay từ những ngày đầu, giờ đầu, đặc biệt là trong công tác huấn luyện, công tác chuẩn bị cho tham gia Army Games và điều chỉnh thường xuyên trong suốt quá trình thi đấu. Niềm vui của đội tuyển xe tăng như lan tỏa khắp trung tâm triển lãm Patriot với ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng, được coi như bài hát truyền thống của lính xe tăng. Thành tích huy chương vàng và cúp vô địch của giải đấu Tank Biathlon 2020 năm nay một lần nữa khẳng định tinh thần của người lính binh chủng tăng thiết giáp đã ra quân là đánh thắng. Vâng, thưa quý khán giả và đồng chí, tại lễ trao giải ngày hôm nay, lần đầu tiên đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam đã bước lên bục cao nhất để nhận chiếc cúp vàng danh giá. Phần thưởng này là sự ghi nhận nỗ lực cố gắng của đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua. Và đây cũng là sự hứa hẹn để năm tới 2021, đội tuyển xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại bảng 1 với các đội tuyển Nga, Belarus và Trung Quốc. Lê Chuẩn đưa tin từ Moscow, Liên bang Nga. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.